Xin chào tất cả các bạn nha. Thì video này Tú sẽ quay lại cái quá trình mình giặt tranh cho khách đó. Thì đợt này Tú đang giặt 3 tấm, thì có cả 3D nữa. Thì Tú sẽ xài xà bông A3 và thuốc tẩy như thế nào ha? Thì trong quá trình làm Tú sẽ nói rất là tỉ mỉ nha, và loại tranh nào mình sẽ không được tẩy nha. Thì các bạn cố gắng mình nghe từ từ, mình đừng có lướt lướt, tại vì có những cái phần rất là quan trọng ha. Mình xem kỹ để mình né, mình không phải mắc những cái lỗi khi giặt tranh nha. Vì sao cái video này là các bạn sẽ không còn vướng mắc gì cái vấn đề giặt tranh nữa đâu. Thì Tú làm là không còn cách nào ngoài cái cách này ha. Thì Tú giặt rất là nhiều cách rồi, nhưng mà đây là cái cách cuối cùng mà Tú thấy nó vừa khỏe vừa nhanh, giải không bị nhăn, chỉ không bị xù ha. Tranh trắng sạch ha. Và rất là ok nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu xem nha. Rồi đây là cái công đoạn Tú giặt đang giặt tranh cho khách ha. Thì cái này là Tú đang giặt nè, đang ngâm cho khách, là khăn ngâm từ tối hôm qua tới sáng nay nè, 3 tấm nha. Đây thì có một tấm 3D nè. Rồi đây là một cái tấm lớn tranh thường nè. Mình phải ngâm ngập trong nước nha, để cho nó ra cái mực á. Nè. Đó. Thì cái tranh giấy trắng này rất là dễ dơ, mình mà không tẩy thì không thể nào mà nó trắng tinh được ha. Một cái giò cỡ nào thì có thể những cái đốm dơ nó cũng sẽ còn. À, đây một cái tấm tranh thường nữa nè, đó là tranh đồng hồ. Thì cái tấm tranh 3D này nè, thì khách theo cái tấm này nè tương đối sạch, nó chỉ dơ những cái lần xếp này thôi. Thì mình có thể là mình sẽ chà xà bông mặt lưng, mình lấy xà bông nè, xà bông A3 này nha, mình sẽ chà trực tiếp ở những cái chỗ vị trí nó mà dơ á. Đó, mình để hẳn vậy nè, rồi mình chà nha. Đó, chứ mình không có nắm mình dò vậy, mình chà ha. Mình chà ngay cái vị trí nào dơ, cái này rất chà luôn mặt lưng. Tại những cái đường xếp ở mặt lưng dơ là nó sẽ thấm ra phía trước luôn. Thành ra là mình phải chà ở mặt lưng luôn, để cho phía trước nó không có bị thấm ra phía trước ha. Đó, mình chà như vậy. Thì đối với tranh 3D mà không có dơ nhiều thì mình sẽ chà những cái chỗ dơ đó là thôi là xong. Còn Tú sẽ tẩy luôn cái tấm này. Thì những cái lần xếp này nó dơ nhiều lắm nè, dơ cả phía trước nè. Thì tiệm nào mình giặt tranh thì mình biết rồi ha, những cái lần xếp là rất là khó mà giặt sạch á. Thành ra các chị các cô nào mình đang theo thì mình cố gắng ha. Mình sẽ lúc mà mình cầm mình theo đây nè, mình theo đây thì mình để ý mình đừng có để cái bề mặt này nó cuốn xuống vậy nè, nó cuốn xuống vậy cái nó chà dưới nền. Thì khi nó dơ cái mặt phải thì rất là khó giặt tranh ha. Thì những cái bụi nó sẽ nhét vô cái kẹp giải luôn á, thành ra giặt rất là khó ra. Thì những cái tiệm tranh giặt người ta mà không có dám thuốc tẩy, người ta không dám xài thuốc tẩy thì nó sẽ giặt nó còn mờ mờ cái đường xếp ha. Rồi ở đây thì Tú sẽ xài nè, bây giờ Tú sẽ xài cái thuốc tẩy Zaven này nha. Đó, thuốc tẩy quần áo Zaven ha. Rồi mình cái thao mình chuẩn bị có thao không nè, thì mình sẽ xài cái thao nhôm đi cho nó an toàn. Bình thường không có thuốc tẩy thì không sao, nhưng mà mình xài cái thao mũ màu thì mình đừng có chế thuốc tẩy với cái thao mũ màu ha. Khi đụng cái thao mũ mà mình nó dẫm dẫm thì nó sẽ ra cái màu thao á, nó bị dính vào tấm vải. Rồi tôi sẽ chế nha, tẩy ra này nha. Mình làm nhiều tranh thì mình sẽ chế hơi nhiều tí xíu, nhưng mà nó cũng sàn sàn phía dưới này thôi nè. Đó, nó như vậy thôi, nó lấp sắt, nó vừa để mình để tấm tranh vô mình thấm thôi. Và mình sẽ chuẩn bị một cái chỗ để gác tấm tranh nè. Khi mình nhúng thuốc tẩy xong mình sẽ gác lên trên này, thì nó sẽ nhiễu những cái phần thuốc tẩy xuống như này trở lại ha. Rồi tấm tranh nè, mình sẽ xếp cái bề mặt phải vô trong nè. Đó, mình để thẳng như thế này, để cho tấm vải nó thẳng như này nè. Đó là cái mình sẽ nhúng ở đây nè nha. Đó, mình nhúng rồi mình ấn nè cho nó thấm đều. Đó, mình thấy nó thấm đều cái phần cái tấm vải luôn. Thì cái tranh 3D này là cái nhãn hiệu đi lên hua á, thành ra là Tú không có sợ bị lem ha. Tú không có sợ bị lem hay bay màu gì hết, mình nhúng cho nó đều luôn. Mình ưu tiên á, thuốc tẩy mới á, thì mình ưu tiên những cái tấm nào mà dơ nhất trong cái thao tranh mình á, mình sẽ nhúng trước. Tại vì một quá trình mình nhúng á, thì cái thuốc tẩy nó sẽ bị loãng đi. Thì những cái tấm mà không có dơ lắm thì mình làm sao. Và mình để ý quan trọng nha, Tú để ý là tôi nhắc mọi người là tôi nhắc các bạn là mình sẽ không có tẩy những cái vải nền đen với lại nền đỏ nha.
Tại những cái loại vải đó có dơ đó thì nó sẽ ít thấy, nhưng mà nó có dơ thì mình chà bình thường là xong ha. Cái nền, cái chỉ thì sẽ không bao giờ ra màu nè. Cái nền 3D thì những cái nhãn hiệu mà lạ thì nó có thể nó in không có kinh nghiệm thì sẽ bị ra màu nè. Nhưng mà cái tranh giấy đỏ đó nha, thì có những cái nguyên liệu giấy á, giấy đỏ vậy là đen á, có những cái nguyên liệu giấy á thì nó sẽ cái màu giấy nhuộm á nó không có tốt á, nó sẽ bị ra tróc cái màu đỏ với tróc cái màu đen nè. Màu đen nó sẽ tróc thành màu nâu nâu nâu, mở lam lam, xấu lắm, hư luôn tấm tranh á. Nhà tôi nhắc lại cái phần đó nha, tranh giấy đỏ nè với là tranh giấy đen là mình không có tẩy nha, mình chỉ giặt xà bông bình thường thôi. Còn cái tranh giấy trắng với 3D thì mình tẩy vô tư ha. 3D những cái nhãn hiệu lạ thì mình sẽ kiểm tra ha, bằng cách là mình lấy tẩy nguyên chất rồi mình chấm vô một cái góc nhỏ này nè. Ví dụ như cái góc nhỏ ngay đây nè, đó mình sẽ chấm vô một cái ngay đây. Để coi nó có vấn đề gì không. Nếu không ra thì tức là cái màu 3D này nó in an toàn. Mình có tẩy được. Rồi đây là cái tấm tranh nè, tấm này 8 con hạt, bự lắm luôn nè, 1,5 luôn nè. Rồi. Đó mình sẽ xếp lại nha. Đó mình sẽ xếp lại nha. Cái này thì nó bự lắm, nó mất 1m50 mấy lận á. Tấm 8 hạt rồi mình sẽ giống từ đầu vô. Rồi sau khi mà mình giống thuốc tẩy xong ha, mình gác lên thế này nè, rồi mình để khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ để cho nó ra hết cái cái thấm thuốc tẩy vậy, cho nó tróc hết mấy cái dơ đó. Nè cái tấm 3D này nè, khi mà nó bự quá mình hồi nãy mình nhúng lên cái bìa bên đây, mình xếp đôi nhúng một mặt bên đây, thì bây giờ mình sẽ nhúng lại cái mặt ở bên đây luôn nha. Tại vì nó bự quá đó, nó không có thấm được hết hai mặt á. Nên mình sẽ cỡ đây mình nhúng lại lần nữa. Mình không có nhồi vô, mình không có nhồi đại, khi mà nhồi đại thì cái giấy nó sẽ lù xù á, rồi nó không có thấm đều được cái thuốc tẩy ha. Rồi. Đó. Bây giờ là mình sẽ để gác lên đây. Đó thì cái thuốc tẩy nó sẽ nhiễu xuống nha. Rồi đây là tấm cái tấm này tấm cuối cùng ha. Mình cứ xếp lại, xếp cái mặt tẩy vô trong. Đó khi mà mình xếp hai mặt nè, mình nhúng cái mặt này xuống dưới nè, đó thì mình lướt qua một hàng như vậy thì cái mặt bên đây mình chưa có nhúng á, thì mình sẽ trở lại mình làm luôn lần nữa cho nó đều. Và nếu mà mình hết tranh rồi á thì mình cứ bỏ những cái phần này vô trong thau này, mình để đây, mình để đây 10 phút rồi mình sẽ pha một miếng xà bông A3 vô đây. Pha loãng thôi, mình không cần phải pha đậm đâu. Đó. Nè, xà bông A3 nè. Mình cứ pha một tí xíu loãng loãng vô đây. Rồi mình quậy cho nó tan đi. Rồi mình đợi 30 phút nữa mình sẽ quay trở lại để mình giặt cái tranh, giặt cái chỗ nào dơ mình chà. Rồi tôi quay trở lại với các bạn ha. Rồi sau khi mình ngâm 30 phút rồi nè. Thì bây giờ tôi sẽ dò cái tranh. Hồi nãy mình ngâm cái xà bông vô trong này rồi đó, thì nó tan rồi nè. Rồi thì mình sẽ đeo tay cho mình giặt. Đó, bây giờ khi mình nhúng cái đây nè, đó mình sẽ kiểm tra dở lên như nè. Để mình nhìn là mình sẽ thấy cái chỗ nào nó điểm dơ nó từng chỗ luôn, mình sẽ kiểm tra từ vị trí luôn. Kiểm tra từ phía đầu tấm tranh đây nè, nó mình sẽ căng lên như nè, đó. Mình nhìn kỹ cái chỗ nào dơ, đó, cái đốm chỗ nào dơ hay là cái lằn xếp chỗ nào dơ là mình sẽ dò. Mình sẽ không có nắm mình dò nha, không có nắm gì mình dò lại vậy nha, nó không có sạch đâu ha. Nè, khi mình trải ra nè, mình chạy nè, thì cái phần mình ma sát với nhau đó, nó mới trực tiếp nó sát hết những cái đường dơ thì nó mới sạch. Còn mình nắm như này thì có những chỗ nó không tiếp xúc được thì nó không có sạch ha. Đó. Nó dài nè, đó là mình
mình kiểm tra lại thì Tú bảo đảm với các bạn là sẽ sạch bông luôn á. Đây là tấm 3D này. Thì mình kỹ là mình nên đeo mắt kính đó nha, nên đeo mắt kính bảo hộ đi nha, tại vì lỡ mà cái xà bông mua tẩy gì nó có văng vô mắt thì nó không có bị độc ha. Nó có cái kính mình bảo hộ lại ha. Đó, mình lại căng ra tiếp nè, rồi cứ chỗ nào dơ là mình sẽ chà nữa. Mấy cái chỗ mình dính bụi sơ sơ thì tự động nó tróc hết rồi, mình không phải chà nữa đâu, chà kỹ nữa đâu. Những cái tranh giấy trắng thì mới cực khổ. Đó, mình sẽ kiểm tra cái này. Đây là cái lằn xếp phía sau nó thấm phía trước nè. Đó, nó thấm cái chỗ này phía trước nè. Thì cái cách làm như vậy thì mấy tấm tranh kia cũng tương tự vậy, mình kiểm tra từng vị trí luôn. Cái nơi dơ là mình dò vậy nè, là bảo đảm là sẽ không còn chỗ nào dơ hết. Rồi mình sẽ dò hết cái phần tranh mà mình giặt ha, xong rồi mình xả lại nước lạnh bình thường. Rồi mình sẽ rửa cái móc nha, mình sẽ rửa cái móc rồi mình sẽ phơi tranh lên ha. Thì cách phơi tranh thì giống như Tú nói là trong cái video trước ha, là mình sẽ phơi úp cái mặt phải vô trong vậy nè. Thì để tránh phản xạ ánh sáng ha, với chỉ thì mình phơi một lần thì nó không có bay màu gì đâu, nhưng mà mình sẽ sợ là cái trong cái hút tẩy của mình nó phản xạ ánh sáng á. Thì lần trước Tú bị lần đó, khi mà Tú đưa cái mặt phải ra ngoài này nè, giấy 3D thì không sao, nhưng mà cái giấy trắng này nè, phần giấy trắng này ánh sáng mặt trời nó dại vô, nó phản, nó bị phản ứng hóa học với hút tẩy thì nó sẽ bị vàng cái phần ngay cho cái móc của mình á. Đó, nó vàng nguyên một đường ngay cho cái móc của mình nè. Thành ra là Tú tưởng là giặt không sạch, nhưng mà không phải, sau này cái Tú mới nhận ra là do nó bị vậy á. Này Tú mới trở cái mặt phải vô trong là hết luôn, tới bây giờ luôn ha. Đó, thì cả cái quá trình giặt tranh thì hôm nay Tú giới thiệu tỉ mỉ luôn cho mọi người xem nha, để mình biết cách làm nè. Thì mấy cô mấy chị nào mình đang theo ở nhà thì mình cố gắng những tấm tranh lớn á, thì khi mình theo đầu này thì đầu kia mình xếp lại, mình đừng có để phía ngoài, khi nó bị lật cái mặt phải xuống dưới nền đó rồi nó dơ ra. Rồi nếu mà mình cuốn lại được thì mình cuốn lại, mình kiếm đồ hung đồ với mình giữ lại để cho nó sạch cái phần mà mình không có theo á. Rồi mình muốn là mấy chị nào mà mình đang làm tranh thì mình có thể, mình muốn tự giặt ở nhà thì cứ giặt theo cách này ha, là ok thôi. Mình không có phải tốn nước nóng nè, mình không có phải tốn công dò gì nhiều, rồi mất công rồi xả mực gì tùm lum ha. Mình chỉ bỏ cho mình ngâm ngặt trong nước tới sáng, là cái mình chỉ vớt ra cái mình, rồi mình tẩy ha, mình tẩy xong rồi là mình phơi lên thôi, lấy xà bông mình chà lại là mình phơi lên thôi. Đây là cái phần giấy 3D nè, đó, nó không có bị lem gì hết nha. Đây là tôi giống có tẩy đầu tiên, tẩy nguyên chất luôn á, hoàn toàn không có bị lem gì hết nha, không bị nhòe, không bị vấn đề gì hết ha. Rồi, ngay chỗ ngắn xếp đây nè, mình muốn mà mình biết nó xếp mình cũng có thấy nó sạch hay không thì mình căng ra, mình căng thẳng nó như này, cái mình dơ ra ánh sáng như nè, là mình không có thấy cái đường mờ mờ nữa, tức là mình thấy nó trắng, nó đều luôn á, nó đều luôn, tấm vải nó không còn thấy cái ngấn nữa đó, thì tức là nó sạch hết. Giờ tôi sẽ phơi tranh ha. Cái nước mà mình phơi, nước mình xả sau cùng để mình phơi tranh là nó phải trong tuyệt đối, đừng có bụi gì hết nha. Mình sẽ rửa cái móc nè, mình sẽ rửa cạnh này, tại vì một chút cái mặt phải sẽ tiếp xúc với cạnh này. Rồi sợ còn sót dơ thì phần cuối cùng nè, đó thì mà mình nhúng vô cái này, mình sợ nước túi nè, dở lên cái này, đó, mình sẽ nhìn cái phần giấy trắng, mình sẽ kiểm tra lại phần giấy trắng, tấm bự thì mình sẽ xem từ khúc, đó. Thì nó không còn vết dơ nào, tức là ok, ha. Đó cho mình yên tâm. Và cái lúc phơi mặt phải vô trong, và những cái phần nào mà chỉ theo nhiều như cái khúc này nè, đó thì mình nhìn từ bìa này xuống bìa xuống dưới á,
từ bề trên xuống bề dưới thấy không, là hầu như vị trí nào cũng có cái chỉ heo á, thì mình sẽ chọn chỗ này để mình dắt cái móc vô. Thì tại sao ha, thì mình khi mà mình cái tấm tranh này này nó bự hơn cái chiều ngang của cái nắp, thành ra nếu mà mình để mình phơi đại á, mình phơi đại vô cái phần giấy trắng như này ấy, đúng không, thì mình đưa vô cái móc này thì nó sẽ co, nó nhăn lại, nó nhăn cái phần giấy trắng này lại nè, thì co, thì lúc mà mình căng khung có thể cái vết nhăn đó nó sẽ không hẳn nổi ha. Rồi mình sẽ để, bởi vì mình phải để cái phần chỉ theo nhiều á, thì ngay cái phần chỉ theo nhiều á thì nó sẽ không có bị nhăn, nó có bị nhăn thì nhăn cái chỉ á thì lúc nó cũng bình thường thôi. Thì mình cố gắng những cái tấm tranh nào mà nó có cái phần, nó không có phần theo thì mình cũng phải chịu thôi, thì lúc mình căng khung mình phải ráng. Thì Tú đây, Tú tò giặt tranh cho khách không à, khách sướng lắm, khách của Tú sướng lắm, Tú dặn ai mà giặt đó Tú cũng dặn khỏi giặt luôn, tại vì có lúc đó, khách giặt đó, không có biết cách giặt rồi cái giặt không có sạch, rồi ra như cái ngắn xếp nó còn dơ dơ cái mình cũng phải giặt lại thôi, vậy thôi khỏi giặt luôn cho rồi. Thì Tú dặn dặn khách nào cũng vậy hết, Tú là thấy giặt là Tú cứ dặn là làm sao khỏi giặt, thành ra là khách mà đóng công tiền của Tú là không phải lo giặt tranh, mà Tú bảo đảm là trắng sạch luôn nè ha. Đó mình dắt lên mặt phải vô trong nè, đó rồi mình phơi lên thôi. Còn với cái tấm 3D này nè thì khỏe rồi, chỗ nào nó cũng màu hết trơn á, thì nói chung mình cũng hạn chế, mình cũng hạn chế mình phơi cái chỗ mà chỉ nhiều như chỗ này nè, để cho nó né cái phần này đi, khi nó nhăn chỗ này thì mình căng nó cũng khó hẳn. Nhớ lúc nào cũng mặc phải vô trong. Rồi Tú nhắc lại một lần nữa là cái tranh vải đỏ với tranh vải đen là mình tuyệt đối không có tẩy nha, để cho an toàn. Cái đó mình chỉ cần dò xà bông mấy cái vết dơ nếu mà có là xong rồi. Rồi. Rồi thì kết thúc cái video giặt tranh. Sau video này là các bạn nào mà xem xong video này là mình không phải lo về vấn đề giặt tranh đó nha. Thì Tú bảo đảm cái cách giặt này thì Tú đã làm cho các bạn coi rồi đó, thì mình không cần phải lo về vấn đề giặt tranh nữa. Rồi Tú tạm dừng video tại đây ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha. Bye bye. Bye bye.